Chị Anna Trần size 3, Anna Trần, chị Anna Trần size số 3 là mình lấy mã nào chị đẹp ơi? Lấy mã nào? Lấy mã nào comment lên giùm em thôi, em biết em chốt nha. Rồi cái này lên giùm em mã xanh dương. Xanh dương kèm size 1 2 3 4 giùm em nha. Xanh dương size 1 2 3 4 quá là đẹp luôn. Rồi lên giùm em mã xanh dương size 1 2 3 4, chốt mã xanh dương giúp em nha. Em chào chị Chi Lâm Nguyễn. Chị Anna Trần lấy size 3 mà mã nào chị đẹp ơi? Rồi cái này chị lên giùm em là mã lá này, em còn size 1 và size 5. Size 1, size 4 và size 5, chốt cho em mã lá, hình chiếc lá với chị, rất là đẹp. Rồi lên giùm em mã lá size 1, size 5 ha. Chốt lá kèm size 1, 5 giùm em. Size 1 40 đến 48 kg, size 5 là tầm chừng 63 cho đến 68 kg ha. Rồi chị nào thích mã này lên mã lá giùm em. Lá kèm size 1, size 5. À, size 1, size 4 và size 5. Rồi em lên tiếp mấy chị ơi, mấy chị chấm bài lên giùm em để em thấy tương tác nè mọi người, để chứ khi mà mình comment nó không có ẩn comment ha. Rồi em lên tiếp mã này. Chị Anna Trần chốt mã nào lên mã giùm em nha. Rồi em lên tiếp. Mã này chốt cho em mã xanh lá nha các chị của mình ha, xanh lá. Rồi xanh lá kèm size 1 2 3 4 5 giùm em mã xanh lá. Em đọc sai vậy các chị chốt, em kiếm có sai chốt nha. Còn cái nào hết em báo hết, em không nhớ nó còn sai nào á. Rồi cái này chị lên mã xanh lá giùm em. Xanh lá size 1, 2, 3, 4, 5. Lên giùm em mã xanh lá mấy chị, chỗ đẹp quá. Rồi chốt mã xanh lá giùm em nha. Xanh lá. Xanh lá kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh lá. Rồi chị nào vừa cái này lên xanh lá giùm em nè. Mẫu em mặc nha, chốt cho em mã xanh lá. 70.000 một áo nha mọi người. Chị nào mua áo không á thì mua từ hai áo giùm em nha. Rồi lên tiếp giùm em mã cam. Mã này lên giùm em mã cam. Em chào chị Phạm Thị Lê, các chị chấm chấm bài lên giúp em đi mọi người. Rồi lên mã hoa cam cho em nè. Cái này các chị lên giùm em mã hoa cam, em còn size 1 và size 4. Chốt cho em mã hoa cam size 1, size 4 thôi mấy chị, size 1, size 4. Em chào chị Thúy Hằng nha. Một bộ như em đang mặc 130 nha chị. Có bán áo lẻ luôn thôi. Chị nào mà có quần rồi muốn mua áo không á thì là 70.000 một áo nha các chị. 70.000 một áo ha, 130.000 một bộ như em đang mặc, chất co giãn ha mọi người. Đó, chất co giãn mặc thoải mái. Rồi chị nào thích mã này lên mã cam giùm em nha. Cam em còn size 1 và size 4. Chị nào không biết size thì lên chiều cao cân nặng giúp em ha. Lên cho em xin chiều cao cân nặng thì em báo size cho mình rồi mình chốt nha. Rồi chốt cho em cam size 1 và size 4 mã cam. Mã này lên mã đen giùm em nha các chị. Rồi cái này lên giùm em mã đen nè. 70.000 một áo thôi các chị đẹp. Không đủ tiền công của mình, mình tự may là không đủ tiền công luôn. Rồi cái này lên cho em mã đen, em còn size 1 và size 2. Chốt đen size 1, size 2 giùm em nha. Rồi chị đẹp nào thích mã này lên giùm em mã đen. Đen size 1 và size 2 ha, đây đứng gần các chị xem nè. Rồi chốt đen giùm em mọi người ha. Đen size 1, size 2. Chị Lê Vy nguyên bộ như em mặc luôn nè chị. Quần là quần ống rộng, quần ống rộng ha, quần ống rộng lưng thun bà ba nè. Nguyên bộ như em mặc luôn là 130 đó. 70.000 một áo. Một bộ như em mặc là 130, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích cái này lên giùm em. Chị Thùy Linh có bộ cho trẻ 20 tuổi. 20 tuổi thì mình lấy cái màu tươi đó chị. 20 tuổi ví dụ như là mình lấy cái mặt qua cái mẫu này nè. Nói chung bà ba mà mặc đó thì nói trẻ là không thể nào trẻ được. Tại cái này là cái form nó dạng nó đứng đắn, nó lịch sự rồi. Không trẻ được nhưng mà nó thùy mị, nó duyên dáng thôi các chị ha. Đó. Rồi đây ha. Cái mẫu này là qua cái mẫu trẻ nè. Tức là nó tươi hơn cái mẫu áo bông. Đó, tại vì nó có nhiều màu tươi. Còn bông thì như vậy ha. Chị Thúy Hằng ơi, chị mặc size nào cho em chiều cao cân nặng để em canh size, em lấy size cho mình nha chị, để em canh size cho mình ha. Chị Thúy Hằng chốt xanh lá lên cho em chiều cao cân nặng để em coi mặc size nào nha. Áo em đang mặc có size 4. Cái này em còn size 1,
chị em có màu trắng trơn, màu trắng trơn là bảy cũng 70.000 một áo luôn. Em có màu trắng này ha. Ủa mà chị thấy chị Linh là mình cao cân nặng bao nhiêu vậy, để em coi còn size không nha chị, em coi thử là còn size không nha. Trắng thì em có cái màu trắng này nè, cho em chiều cao cân nặng lên, em coi thử còn size không. Chị thấy hàng chốt xanh lá đó, mình lên giùm em là chiều cao cân nặng ha, để em coi là mình em lấy size nào cho chị nha. Rồi trắng nè, em có trắng trơn này là 70.000 một áo, mã trắng đây. Trắng này em còn size 1, size 2 và size 4. Size 1, size 2 và size 4. Chị nào thích mã trắng này chốt cho em là trắng kèm size 1, 2, 4 mã trắng lên giùm em nha. Rồi trắng nha mấy chị. Đó, chị nào thích trắng chốt trắng giùm em. Trắng. Ừ. 60kg vậy chị, em chốt cho chị mã xanh size số 4 nha chị. Mã xanh này là chị mặc size số 4 nha. 1m53 mà 45kg là chị Thùy Linh mặc size số 1 giùm em nha. Đó, chị Thùy Linh mặc size số 1 mã trắng nè. Chị Đặng Nhanh áo em mặc có size 5. Cái mã nào mà em đọc là có số 5 á, tức là nó có size 5 nha chị Đặng Nhanh. Còn nào mà em đọc không có size, ví dụ như em kêu là trắng này, chị nào thích trắng này chốt trắng cho em, thì em còn size 1, size 2 và size 4. Đó, là em còn size 1, 2, 4, tức là em hết size 3 và size 5. Đó, cái nào mà em đọc có số 5 thì tức là chị có size nha. Chị Thúy Hằng mặc size số 4 thôi. Rồi chị thích cái mã xanh này, chị chốt cho em là mã xanh. Chị lên giùm em là mã xanh lá, size số 4 kèm số điện thoại giùm em nha chị Thúy Hằng nha. Mẫu này chị Thúy Hằng mặc size số 4. Còn mẫu này là chị Thúy Hằng mặc size số 3 nha. Tại cái form này nó to hơn, nó co giãn mạnh hơn là mẫu áo bông. Áo bông có co giãn mà đồ co giãn nó ít hơn. Đó. Rồi chị Thúy Hằng có lấy cái mẫu xanh lá này thì chốt cho em là xanh lá 4 kèm số điện thoại nha chị. Chốt mã xanh lá 4 kèm số điện thoại giùm em. Rồi chị em nào thích cái mã trắng này nè thì chốt cho em là trắng kèm size nha. Em chào chị Phương Linh. Đây ho chế thì Linh nè. Rồi lên giùm em mã trắng, em còn size 1, size 2, size 4 nha. Chốt trắng 1, 2, 4 giùm em nha. Rồi em lên áo bông tiếp. Em lên áo bông tiếp ha. Mã này các chị lên giùm em là mã đỏ vàng. Rồi mã xanh lá 4 em chốt chị Thúy Hằng. Xanh lá 4 em chốt chị Thúy Hằng. Rồi xanh lá 4 em hết rồi chị Thúy Hằng ơi. Xanh lá 4 em hết rồi ha. Dạ chị đăng nhanh ơi, 7 mẫu em đang lên là 70.000 một áo, 130.000 một bộ. Xanh lá em nhớ nó còn cái size số 4 mà em tìm chưa ra, nếu mà có tìm ra thì em chốt cho nha chị Thúy Hạnh ha. Rồi trắng size 4 chị Ngọc Sương lên số điện thoại giùm em nha, trắng size 4 lên số điện thoại giùm em. 77kg em không có size nha chị Phương. 77kg em không có size. Rồi chị Ngọc Sương lấy trắng 4 lên số điện thoại giùm em. Em chào chị Bùi Ngọc Bích.
Trắng có số 5 không? Trắng số 5 em có cái này nè chị. Trắng số 5 em có mẫu hoa thêu 75 ngàn một áo. Chị Ngọc Bích có lấy cái trắng thêu này thì chốt mã trắng thêu giùm em nha. Đây, cái trắng này là trắng hoa thêu 75 ngàn một áo. Em còn size số 5 không thôi. Chị Ngọc Bích có chốt cái này thì chốt giùm em trắng thêu size 5 nha chị. Đó, có chốt cái này lên giùm em trắng thêu size số 5. Chị Ngọc Sương thì chốt trắng size 4 thì lên số điện thoại giùm em nha. Các chị chốt thì lên số điện thoại giùm em trên cùng dòng. Em chốt không có số điện thoại thì em muốn chốt đơn hơn. Rồi mã này các chị lên giùm em là mã đỏ. Rồi đỏ này em còn size 1, 2, 3. Chốt cho em mã đỏ size 1, 2, 3. Lên giùm em mã đỏ size 1, 2, 3 các chị. Lên giùm em mã hoa đỏ size 1, 2, 3. Hoa đỏ size 1, 2, 3 giùm em. Chị Anh Kim, áo bà ba đen thêu có chị. Áo bà ba đen thêu có. Áo bà ba đen thêu có nha. Trắng số 5 em còn mẫu đó. Chị Ngọc Bích có chốt thì chốt nha chị đẹp. Rồi áo bà ba đen thêu nè chị. Size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi bà ba đen thêu là 75 ngàn một áo. Đó, chị nào thích cái đen thêu này là chốt cho em mã đen thêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Rồi chốt cho em mã đen thêu với chị. Đây, chốt cho em đen thêu. Em chào chị Thủy Thanh, hello chị, lâu quá không gặp. Dạ, trắng trơn có size 4 mà chị Ngọc Bích ơi. Chị Ngọc Bích bao nhiêu ký ta? Để em coi thử là size số 4 trơn chị mặc vừa không. Rồi, chị nào thích cái này lên giùm em mã đen nha. Mã đen hoa thêu kèm size. Đen hoa thêu kèm size giùm em. Rồi lên tiếp giùm em mã. Em đang mặc chốt cho em mã đỏ. Chốt cho em mã đỏ. Rồi chị Ngọc Sương chốt trắng 4. Ok chị. Lấy số 3. Rồi chị Anh Kim lấy đen hoa thêu số 3 hả chị? Ok chị nha. Chốt đen hoa thêu số 3 chị Anh Kim. Tím sen giùm em size số 2. Em chào chị Tiền Kim.
Rồi tím sen, cái em đang mặc là tím sen là còn size số 2 thôi à. Rồi chị nào vừa chốt tím sen giúp em nha. Size 2 50-55kg, chất co giãn, mẫu em đang lên là áo màu hoa theo, 75.000 một áo. Rồi chị đẹp là thích chốt tím sen giùm em ha. Chấm bài thứ 8 lên giúp em mọi người ơi. Rồi lên giùm em mã tím sen. Rồi em lên tiếp màu này là màu hồng sen nha. Hồng sen nè. Ok chị Anh Kim. Rồi lên giùm em hồng sen. Em lên sen kẻ thôi, áo màu áo bông em lên sen kẻ cho mấy chị lựa cho dễ. Rồi hồng sen này em còn size 2 và size 3. Hồng sen em còn size 2 với size 3 nha. Chị nào vừa chốt cho em mã hồng sen. Hồng sen size 2, 3, 5. Rồi hồng sen em còn size 2, size 3 và size 5 mấy chị. Rồi chị đẹp nào vừa chốt cho em mã hồng sen size 2, size 3, size 5 không? Màu hồng sen giùm em. Đẹp lắm luôn. Chốt hồng sen. Chị Anh Kim lựa thêm áo nữa đi chị. Tại một áo mình đi đơn rất là uổng luôn. Tiền ship 30 ngàn nó rất là uổng, trong khi cái áo có mấy chục ngàn à. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em là hồng sen. Hồng sen hơn size 2, 3, 5 giùm em mã hồng sen. Chốt hồng sen size 2, size 3, size 5 giùm em nha. Rồi em lên tiếp màu hồng dâu. Lên giùm em mã hồng dâu size 2, 3, 4, 5 màu hồng dâu. Rồi màu này lên mã hồng dâu giùm em nha, size 2, 3, 4, 5. Chấm bài lên mấy chị đẹp ơi. Rồi chị đẹp là thích này lên giùm em là màu hồng dâu ha. Size 2, 3, 4, 5 giùm em mã hồng dâu. Hồng dâu ha mấy chị. Rồi chị nào thích màu này lên hồng dâu giùm em nha. Kèm size 2, 3, 4, 5 mã hồng dâu nè. Quá đẹp. Chốt hồng dâu giúp em. Chị Mai Mai chốt thêm đi chị. Một áo mà hai like em like mà không thấy chốt thêm là em xả đơn nha. Chị Mai Mai chốt thì chốt thêm đi chị đẹp. Tại có một áo em không có đi đơn. Mà chị nào chốt mà em like thứ hai like qua like thứ ba mà không thấy chốt thêm gì là em xả đơn thôi. Rồi chị nào thích cái này chốt cho em mã hồng dâu size 234. Chị Mai Mai chọn thêm đi để em đi đơn thôi. Hồng dâu size 234 giùm em nha mọi người. Rồi màu này lên giùm em là xanh biển. Xanh biển em còn size 345. Chốt mã xanh biển 345 giùm em nha. Xanh biển 345 mấy chị. Lên giùm em mã xanh biển size 345. Lấy thêm chị hồng dâu số 2. Ủa hồng dâu chị lấy số 2 thôi hả? Còn đen lấy số 3 hả? Ok chị. Chị Mai Mai chọn thêm nha chị đẹp. Ủa cái đen mình lấy cái size số 3 đúng không chị Anh Kim? Rồi cái này em chốt chị Anh Kim. Rồi lên xanh biển giùm em size 345 mã xanh biển đó chị đẹp ơi. Xanh biển nha. Xanh biển 345. Đó, chị đẹp thích màu này lên giúp em mã xanh biển. Xanh biển kèm size 345 giùm em, cái nào nó to quá là em khỏi mặc ha các chị, em khỏi mặc. Rồi xanh biển 345. Em lên tiếp. Chốt cho em mã này là màu đỏ măng cục ha, màu đỏ măng cục. Chị Mai Mai ơi, hiện tại em đang bán với giá bán giá xả, em xả đầu like rồi chị. Em đầu like em xả xong rồi đó chị đẹp. Bây giờ là quay về giá bán giùm em là áo bông 70.000 một áo nha chị. Áo bông là 70.000 một áo. Còn áo màu hoa thiêu là 75.000. À rồi ok chị Anh Kim nha. Rồi màu này các chị lên giùm em là màu đỏ măng cục. Đỏ măng cục size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã đỏ măng cục nha. Chị Ngọc Sương 63kg mặc size số 4 chị. 63kg mặc size số 4 chị em hơn. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em mã đỏ măng cục nha. Đỏ măng cục em còn size 1, 2, 3, 4, 5. Đỏ măng cục giúp em nha mọi người. Đó, chị nào thích này lên giùm em đỏ măng cục size 1, 2, 3, 4, 5. Màu đỏ măng cục nha. Rồi chốt đỏ măng cục kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em.
Đen 3 hộp dấu số 2, ok chị. Xanh lá tươi em còn size 4 và size 5, chốt cho em mã xanh lá. Size 4, size 5. Xanh lá em còn size 4 và size 5 ha. Dạ 70 kg mặc size số 5 chị Tuyết Vân. 70 kg là mình mặc size số 5 ha. Rồi chốt cho em mã xanh lá size 4, size 5 giùm em. Size 4 là 60-65 kg, còn size 5 là 65-70 kg. Đó. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em mã xanh lá. Size 4, size 5 mã xanh lá giùm em nha. Đen 3 hồng dâu 2. Ok, ok chị Anh Kim, em nhớ rồi. Rồi lên giúp em mã xanh lá. Size 4, size 5. Rồi em lên tiếp. Em chào chị Hồ Ngọc Bích. Chị Tiền Kim, em thấy chị chạy qua chị lại. Rồi cái này các chị lên giùm em mã cam. Mã cam. Dạ quần đen chị muốn mua quần đen không thôi hả chị? Quần đen mà chị mua không á là 65 ngàn một quần. Mà chị có mua quần không thì chị cũng mua hai quần giùm em mới ship thôi. Cái một quần em không ship đó. Một quần hoặc là một áo em không ship cho các chị, hai áo hoặc là hai quần hoặc là một bộ thì em mới ship nha. Rồi cái này lên giùm em mã này là mã cam. Em còn size 1 với size 5. Mã cam size 1 size 5 giùm em nha. Cam kèm size 1 5 giúp em. Rồi màu em đang mặc là màu cam, màu cúc của cái củ cà rốt đó mấy chị, kêu là màu cà rốt á. Đó. Đó chị nào thích kêu màu cà rốt cũng được ha. Rồi chốt cho em mã cam size 1 2 3 4 5. Lên mã cam giùm em nha. 1 2 3 4 5 mã cam. Rồi lên tiếp cho em màu vàng đậm. Vàng đậm em còn size 2, size 4 và size 5, chốt mã vàng đậm giùm em nè. Size 2, size 4, size 5 màu vàng đậm. Mẫu em đang lên nó nguyên một bộ vậy là 135 ngàn, là chị Tuyết Vân, quá đẹp quá rẻ luôn. Rồi lên giùm em vàng đậm size 1, size 2, size 4 và size 5 màu vàng đậm. Size 2, size 4, size 5 đó. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em vàng đậm nha. Size 2, size 4, size 5 giùm em ha. Vàng đậm mấy chị, quá đẹp. Rồi lên mã vàng đậm giúp em. Size 2, 4, 5 màu vàng đậm. Rồi em lên tiếp màu này là màu xanh đậu. Màu xanh đậu em còn size 2 và size 5. Chốt mã xanh đậu size 2, size 5 giùm em nha. Màu xanh đậu, đói cái màu này lên dễ thương cực kỳ luôn ha các chị. Rất là nhã luôn. Rồi chị nào thích mã này lên giùm em xanh đậu. Size 2, size 5 giùm em nha. Size 2 50-55 kg, size 5 là 65-70 kg giúp em. Rồi chốt cho em mã xanh đậu. Giống như là màu xanh mã nâu đó mấy chị. Rồi chốt cho em xanh đậu size 2, size 5. Rồi chị đẹp là thích cái này lên giùm em xanh đậu nha. Xanh đậu size 2 và size 5 giùm em. Rồi em còn cái này size số 4, màu xanh lam. Size số 4, chị nào vừa chốt cho em mã xanh lam 4. Màu xanh lam mấy chị, quá đẹp. Rồi chốt cho em mã xanh lam size 4, size 4 là 60-65 kg. Chốt mã xanh lam size 4 giùm em nha mọi người. Xanh lam size số 4. Cho chị một quần số 1, ok chị Anh Kim. Một quần số 1, ok chị. Rồi thôi em lên tiếp màu này là màu tím than, em còn size số 3. Màu tím than ha các chị của mình nha. Chị nào vừa cái này chốt cho em mã tím than. Em lên tím than cho các chị xem. Rất là đẹp. Chấm chấm bài lên cho em mấy chị, mình chưa có ý định mua, mình cứ chấm bài lên giùm em, nó để nó kéo tương tác giùm em mọi người. Chấm bài không mất gì hết mọi người ơi. Chấm chấm lên giùm em nha, để có tương tác nha. Rồi em lên màu tím than. Tím than này em còn size số 3, cho chị nào 55-60 kg là mặc đẹp. Chốt tím than giùm em size số 3 nha. Rồi đây lên giùm em màu tím than. Đó, em đang mặc là size số 3 đây, rất là đẹp luôn. Rồi lên mã tím than giùm em nha. Size 3 55-60 kg. Lên giùm em tím than mọi người. Rồi chốt cho em mã tím than. Size số 3 55-60 kg thôi. Em mặc size số 3 là nó hơi rộng nè. Em có 45 kg thôi. Rồi chiếc đẹp là thích này lên giùm em tím than size 3. 55-60 kg size số 3.
Rồi cái này các chị chốt cho em là mã đỏ cam, em còn size 1, 2, 3, 4, 5 mã đỏ cam. Em chào chị Phạm Thị ha. Đúng rồi các chị cứ chấm bài lên giùm em đấy để có tương tác cho mọi người. Rồi chốt cho em mã này là mã đỏ cam. Màu đỏ mà nó hơi pha cam cam một xíu nhưng cái tông màu đỏ nó nhiều hơn nha các chị. Rồi lên mã đỏ cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã đỏ cam. Chốt cho em đỏ cam size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên đỏ cam size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em màu đỏ cam không? Quá là đẹp. Chốt đỏ cam size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mọi người. Đỏ cam size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên giùm em đỏ cam size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Quá đẹp. Chốt mã đỏ cam 1, 2, 3. Em cảm ơn chị Ngọc Sương nha. Đúng rồi, chị cứ chấm bài lên giùm em đi mọi người ơi. Đỏ cam 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên màu đỏ. Con này là màu đỏ ha. Chốt cho em đỏ em còn size 1, size 4 và size 5 mã đỏ. Chốt đỏ size 1, 4, 5 giùm em nha. Rồi lên giúp em mã đỏ size 1, size 4, size 5 các chị. Đỏ 1, 4, 5. Đó, chị nào vừa cái này chốt đỏ 1, 4, 5 giùm em nha. Màu đỏ. Rồi lên giúp em mã đỏ size 1, size 4, size 5. Đây các chị ơi, rất đẹp. Mua vài bộ để dành có đi du lịch miền Tây mặc mấy chị ơi. Rồi chốt đỏ size 1, 4, 5 giùm em ha. Lên cho em đỏ kèm size 1, size 4, size 5. Rồi màu này các chị lên cho em mã xanh ngọc. Em còn size 3, 4, 5 màu xanh ngọc. Chốt mã xanh ngọc 3, 4, 5 giùm em nha mọi người. Đây. Lên giùm em mã xanh ngọc size 3, 4, 5. Đó, cái nào mà sáng to em ướm lên các chị xem để lên quy kịp. Đó, cái màu này nó đẹp cực kỳ luôn mọi người. Rồi chốt cho em mã xanh ngọc size 3, 4, 5 ha. Xanh ngọc 3, 4, 5. Em đang cầm là size số 3 nè. Rất đẹp. Cái màu nó nhã nhã các chị lên cái quần đen đẹp lắm. Rồi chốt cho em xanh ngọc size 3, 4, 5. Màu xanh ngọc ha. Xanh ngọc 3, 4, 5 giùm em. Rồi em lên tiếp mã xanh rêu. Xanh rêu nha các chị. Rồi chị nào thích xanh rêu chốt cho em xanh rêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh rêu. Đây màu này màu xanh rêu ha. Đẹp lắm luôn. Rất là sang. Rồi chốt cho em xanh rêu kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Màu xanh rêu nha các chị ha. Rồi chốt cho em mã xanh rêu. Xanh rêu size 1, 2, 3, 4, 5 màu xanh rêu giùm em ha. Siêu đẹp luôn. Sang cực kỳ. Ở ngoài các chị nhìn cái màu nó sáng hơn ở trong like nha. Ở trong like cái màu nó hơi bị chói ánh đèn á, nó bị tối. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em xanh rêu nha. Xanh rêu size 1, 2, 3, 4, 5 mã xanh rêu giùm em. Chốt xanh rêu mấy chị đẹp. Rồi em lên tiếp màu này là tím cà. Em còn cái size số 3, 55, 60kg lên mã tím cà giùm em. Màu tím cà. Rồi chốt cho em tím cà size số 3. Lên cho em mã tím cà size 3 nha các chị. Màu tím cà ha. Đây. Rồi chế đẹp rồi thích màu này lên tím cà giùm em. Size số 3, 55-60kg lên cho em mã tím cà. Tím cà size 3. Rồi em có màu này là màu vàng gì ta. Màu vàng mỡ gà. Vàng mỡ gà em còn size 2, size 3 luôn. Đó, chế đẹp là thích màu này lên giùm em vàng mỡ gà size 2 và size 3 nha. Đó, đẹp chưa? Vàng mỡ gà size 2, size 3 giùm em nha. Xanh rêu cộng quần đen size số 4, ok chị Ngọc Sương. Xanh rêu cộng quần đen size số 4, ok chị Ngọc Sương nha. Chị lên giùm em là màu vàng mỡ gà, em còn size 2 và size 3 các chị đẹp. Chốt vàng mỡ gà size 2, size 3 cho em. Đó, vàng mỡ gà nha. Lên đẹp lắm luôn. Rồi chị nào thích cái này lên giùm em là vàng mỡ gà. Size 2, size 3. Chị nào thưa thấy màu đen em lên lại màu đen nha các chị nha. Màu đen rất là đẹp.
nỗi buồn trong tôi. Có áo hoa bà ba, có chị. Áo hoa bà ba là mẫu này nè chị. Chị nỗi buồn trong tôi mặc sai mấy chị ơi, lên cho em chiều cao cân nặng đi, em lên size áo bông cho chị cho mình lựa. Đây mẫu áo bông là mẫu này chị đẹp. Áo bông 70 ngàn một áo ha. Áo bông là 70 ngàn một áo. Đây áo bông này chị. Đây là áo mà ba bông 70 ngàn một áo. Còn cái em đang lên là áo màu 75 ngàn một áo, 135 ngàn một bộ, tức là quần 60 ngàn đó chị. Rồi chị nào thích đen chốt đen giùm em. Đen này em đang lên là hoa thêu nè. Rồi chốt cho em mã đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5 màu đen ha các chị. Đây áo bông này chị nổi buồn trong tôi nè. Chị thích cái bông mẫu này thì lên giùm em chiều cao cân nặng ha. Em lên bông cho nha. Rồi đen này là đen hoa thêu ha các chị ơi. Em còn cái mẫu đen đính đá này cũng rất là đẹp luôn. Đen đính đá thì là 85 ngàn một áo nha các chị. Đen đính đá 85 ngàn một áo. Lấy thêm một bộ đen size số 2. Ok chị Anh Kim. Size 4 nha. Hồng đậm size 4 cho em ha, hồng đậm 4.
C4 60 đến 65 kg, chốt hồng đậm 4 nè. Rồi mọi người lên cho em là màu kem size số 3, chốt cho em mã kem size 3. Rồi kem này em còn size số 3 55-60 kg, chốt cho em mã kem size số 3. Nó là màu trắng sữa đó các chị. Rồi chốt cho em mã kem size số 3 thì em lên hoa thiên màu trắng luôn. Mã kem size 3 55-60 kg nha, chốt cho em là kem size số 3. Rồi lên kem size số 3 giùm em. Rồi vàng này lên giùm em vàng tươi, em còn size số 4. Quá đẹp mấy chị. Chốt mã vàng tươi size 4 giùm em. 60-65 kg lên giùm em màu vàng tươi nha. Vàng tươi size số 4. Đây thôi các chị đẹp nào xuất màu tươi á. Rồi chốt cho em vàng tươi size 4, 60-65 kg lên cho em mã vàng tươi. Mua đi mọi người, làm hết màu rồi. Và ba lần này là em đứt về, em sẽ về đồ bộ thôi ha. Rồi màu này các chị lên giùm em là màu cam đất, em còn size số 4 luôn. Chốt cho em mã cam đất size 4. Cam đất size số 4 giùm em nha. Rồi lên giùm em cam đất size số 4. Màu cam đất mặt lên trắng da lắm nè các chị đẹp. Cam đất size 4 giùm em. Rồi em còn cái xanh lá thì size số 5, chị nào vừa chốt cho em mã xanh lá size 5. Lên giùm em mã xanh lá size số 5 nha. Đó. Rồi xanh lá tươi luôn á. Chốt cho em mã xanh lá tươi size số 5. 65-70 kg lên mã xanh lá tươi giùm em. Rồi em qua mẫu 4D cho các chị nha. Mẫu 4D 90 ngàn một áo, các chị bình thường bán là 95, hôm nay lên là 90 nha. 90 giùm em. Rồi mẫu này là mẫu áo 4D ha các chị của mình nha. Mẫu áo 4D. Rồi 90 ngàn một áo giúp em nè, chị nào thích mẫu 4D này thì chốt ha. Mẫu này em cũng còn có mấy cái rồi mọi người ơi, nó còn lẻ lẻ sai, còn cái gì em lên cái đó cho các chị lựa nha. Sale 90 cho các chị của mình ha. Rồi các em mặc là màu đen các chị, em còn size 1 và size 2. Mã đen này em còn size 1 với size 2 nha. Đây chị nào thích mã này lên đen giùm em. 4D nha các chị, lên giùm em là đen 4D. Size 1, size 2. Rồi đen 4D, size 1, size 2 giùm em. 90 ngàn một áo mẫu em đang lên nha. Rồi cái này lên giùm em mã xanh lá. Size số 5. Rồi chốt xanh lá 5 giúp em, 65-70 kg. Lên giùm em mã xanh lá size 5 nha các chị đẹp. Rồi xanh lá size số 5, 65-70 kg mặc đẹp nha. Chốt mã xanh lá 5 giùm em, mẫu này em chỉ còn size 5 thôi. Màu đen thì em còn size 1, size 2. Rồi chốt cho em xanh lá size 5. Chấm like lên giùm em mọi người ơi. Rồi xanh lá 5. Này lên giùm em là hồng 4. Mã đen. Chị Tiết Văn ơi, cái đen này hả chị? Đen này em hết size 5 rồi. Đen 4D hả chị? Em hết size 5 nha. Đen 4D em hết size 5. Rồi cái này lên giùm em mã hồng size số 4. Đẹp quá mọi người. Hồng 4 giùm em nè. 460 đến 65 kg. Rồi chế đẹp đầu vừa, chốt cho em mã hồng 4. Đen này hết rồi chị ơi, em còn 1 với 2 à. Rồi lên mã hồng 4 giùm em. Chốt cho em hồng 4. 4 là 60 đến 65 kg. Rồi cái này lên giùm em là mã đỏ đô. Em còn size 1 và size 5 màu đỏ đô. Lên mã đỏ đô giúp em size 1, size 5 ha. Màu đỏ đô. Rồi chị nào thích mã này lên đỏ đô giùm em, rất là đẹp mọi người. Rồi chốt mã đỏ đô size 1 với size 5 giùm em nha. Màu đỏ đô. Rồi chốt cho em đỏ đô. Không chị, nó còn mấy cái nằm ở đây là em nhớ size em cái nào còn hết thì em nhớ, cái này em nhớ tại vì nó còn ít. Rồi chị nào thích này lên giùm em đỏ đô. Hết rồi chị ơi, hết rồi, mẫu này em hết rồi. Rồi đỏ đô size 1, size 5 giúp em mã đỏ đô, lấy màu khác đi chị.
Rồi cái này lên giùm em là màu tím mực, size 5 luôn. Chốt cho em mã tím mực size số 5. Đẹp quá, màu toàn màu đẹp không nè chị. Rồi lên giùm em màu tím mực size số 5 nha. Chốt cho em mã tím mực size 5, đẹp chưa? Rồi trái đẹp là vừa thích cái màu này, chốt cho em tím mực số 5. Lên mã tím mực size 5 giùm em. Tím mực size 5. Rồi tím mực số 5. Em còn hai màu là em qua mẫu khác. Màu cam nhạt rất là đẹp. Lên giùm em mã cam nhạt size số 5 luôn, mẫu này xem còn size số 5 thôi. Rồi chốt cho em mã cam nhạt size 5. Đẹp lắm mọi người. Màu rất là đẹp. Rồi lên giùm em mã cam nhạt size số 5 ha. Đây. Chị nào thích mã này lên giùm em cam nhạt size 5. Còn tàn size số 5 mẫu này. Rồi lên mã cam nhạt số 5 giùm em. Cam nhạt 5. Rồi em còn màu tím cuối cùng là màu tím Huế, size số 5 luôn. Chị nào thích thì chốt cho em mã tím Huế 5 nha. Rồi lên giùm em mã tím Huế size 5. Tím Huế size số 5 giùm em, màu tím Huế đó chị. Rồi lên mã tím Huế 5 giùm em ha, tím Huế size 5. 65-70kg. Rồi chốt cho em mã tím Huế số 5. Hello chị Ngọc Điệp. Chị Ngọc Điệp ơi, cuối tuần này là có mẫu lô áo bông mới về đó, mình lựa nha. Cũng về được ít là không có hàng. Mà lên lựa nè, để em gửi cho chị cho nó xong cái đơn của chị ha. Để nó cứ treo treo đó, em không thích. Em thích rõ ràng. Rồi em qua mẫu 4D này cho các chị. Mẫu 4D hoa mai cũng 90.000 một áo luôn ha mọi người. 90.000 một áo luôn ha. Rồi em lên mẫu này nha. Đẹp ơi.
Rồi cái này lên giùm em mã đen. Trời ơi đen hoa mai màu vàng đẹp chưa. Rồi chốt đen giùm em còn size 2 và size 3 màu đen. Đen size 2 size 3. Chị Tâm Nguyễn bao nhiêu ký vậy chị đẹp ơi? Rồi chốt đen giúp em mấy chị. 45 kg, đúng rồi 45 kg là chị bằng ký của em luôn á. Em 45 kg nè. Em đang mặc là size số 2 nè. Cũng không rộng lắm. Còn chị muốn mặc size số 1 thì em còn hai cái này size số 1 nè chị. Em còn một cái đỏ đô và một cái đen mẫu này size số 1 nè. 90 ngàn một áo ha. Đây mẫu này cũng 4D luôn. Đây em còn cái đỏ đô. Đây đỏ đô và một cái đen size số 1 nè. Chị có ok mình chốt hai cái áo này đi chị đẹp lắm. Còn hai cái này size số 1 luôn. Đây một đen một đỏ đô size 1 thôi chị đẹp thôi. Còn mẫu em đang mặc là size số 2 không à. 4D màu hồng size 4 ok chị Ngọc Sương. Em lên cái 4D màu hồng cho nha. Đây ha chị Tâm Nguyễn thôi. Mình có thích mẫu này chốt giùm em. Còn hai cái này size số 1 luôn nè. Đó một cái đen một cái đỏ đô. 4D màu hồng size 4 ok chị. Đây cái 4D màu hồng size 4 nè. Đẹp xuất sắc luôn á. Đây ha chị Ngọc Sương nha. Em lấy chị cái này ha. Mã hồng. Ok không chị ơi. Hồng size số 4 nè. Đẹp lắm dễ thương á. Màu hồng nó rất là dễ thương luôn. Nó giống như là màu hồng gì. Hồng sắc pháo hồng gì á. Cái này nha chế Ngọc Sương. Em bỏ chị cái này nha. Rồi lên xanh ngọc cho em nè. Đây xanh ngọc em còn cái size số 4 luôn. Chị nào vừa chốt màu quên xanh biển. Xanh biển nha. Màu xanh biển size 4 cho em. Quá là đẹp. Chốt cho em mã xanh biển size số 4 mấy chị. Chốt xanh biển 4 giùm em ha. Rồi lên giùm em mã xanh biển 4. Chốt mã xanh biển 4 giùm em. Rồi lên giùm em xanh biển size 4. Chị Ngọc Sương được ok giùm em nha. Rồi cái này lên giùm em mã đỏ đô size 2, 3, 4, 5 màu đỏ đô giúp em. Đỏ đô size 2, 3, 4, 5. Lên giúp em mã đỏ đô ha. Size 2, 3, 4, 5 màu đỏ đô. Rồi màu em mặc thì chốt cho em là mã xanh đậm nha các chị. Màu em đang mặc chốt xanh đậm. 45 kg mẫu này mình lấy cái này size số 2 cũng được. Chị Tâm Nguyễn về có hơi rộng bắp đen lại. Em 45 kg là bằng y chang em luôn á. Em 45 kg. Rồi lên em mã đỏ đô. Rồi lên tiếp cho em màu này là màu đỏ tươi. Đây đỏ tươi nha. Đỏ tươi kèm size 3, 4, 5 giùm em. Đỏ tươi 3. Rồi đỏ tươi em còn 3, 4, 5. Đó chị đẹp nào thích này lên đỏ tươi giúp em ha. Size 3, size 4 và size 5 màu đỏ tươi. Size 3, 4, 5 mã đỏ tươi. Màu đỏ tươi đi quý chị. Rồi lên đỏ tươi giúp em. Đẹp quá trời cái màu đỏ tươi luôn á. Em chào chị Hà Trịnh. Áo em đang mặc là 4D đó chị. Bán 90 ngàn một áo ha. 90 ngàn một áo 4D ha. Chị Ngọc Sương ơi còn đó không chị đẹp. Cái hồng đó chị có ok em không. Rồi đỏ em còn size 3. Size 3 4 5 chốt cho em mã đỏ tươi các chị ha. Đỏ tươi size 3 4 5 nhìn em nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Mặc là vô là bao xinh bao tươi cho các chị luôn. Bao sang luôn. Dễ mặc lắm. Và ba không có lỗi thời được các chị. Ưng là đem ra mặc có dịp gì đó. Mình đem ra mình mặc không mình cắt. Cắt xong là đem mang mặc tiếp. Không phải như đồ kiểu mà mình sợ nó lỗi thời. Rồi em còn màu nữa hôm qua mẫu nha. Màu màu tím cà. Đây chị nào thích này lên mã tím cà giùm em.
Tím cà kèm size 2, 3, 4, 5 màu tím cà. Màu tím nhạt rất là đẹp. Rồi lên mã tím cà giúp em size 2, 3, 4, 5 màu tím cà mấy chị. 90 ngàn một áo chị Hà Trình luôn, rất là đẹp luôn á. Chấm like lên tiếp giùm em mọi người ơi. Rồi lên giùm em mã tím cà size 2, 3, 4, 5 màu tím cà nha. Chốt tím cà giúp em. Rồi em hết mẫu này em qua lại áo bông. Áo bông 70 ngàn một áo. Chị Thảo Trần có quần chứ chị. Quần là như em đang mặc là quần đen nè. Áo thì có nhiều màu, còn quần thì chỉ có quần đen thôi chị. Quen bộ như em mặc nè. Áo 90 ngàn, quần đen 60 ngàn thôi. Một bộ là 150. Đây. Một bộ như em đang mặc thôi, cái này là áo 4D 90 ngàn thôi mấy chị. Đó. Bộ như em đang mặc nè, còn quần đen thôi chị ha, quần đen ống rộng. Quần đen ống rộng luôn thôi. Rồi mấy chị chấm 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 bài lên giùm em với. Rồi em qua áo bà ba bông 70 ngàn một áo ha. Bà ba bông 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ. Rồi em lên áo bà ba bông nha các chị của mình ha. Mẫu này là 4D nha các chị ha. Rồi em qua mẫu 4D này em lên áo bông. Chị nào còn xem like á, còn còn đang muốn xem chấm bài lên giùm em đi mọi người. Rồi em lên áo bông cho các chị ha. Áo bà ba bông tay lỡ. Đây, 70 ngàn một áo giùm em nha. 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ như em mặc hơi quần đen. Áo thì có nhiều bông, nhiều họa tiết. Rồi mã này các chị lên giùm em mã tím. Chốt cho em tím này, em còn size 1 và size 2. Lên mã tím size 1, size 2 giùm em nha. Tím, em chào chị Bỉ Ngạn ha. Rồi chốt cho em mã tím mấy chị. Tím size 1, size 2 giùm em nha. Mẫu em đang lên 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ. Rồi chốt cho em tím size 1 và size 2 mã tím. Tím, chốt cho em mã tím 1, 2, tím này là tím cà. Rồi cái này lên giùm em mã hoa đỏ size số 1, đẹp quá. Hoa đỏ này em còn size số 1, 40 đến 50 kg tùy chiều cao nha. Rồi chốt cho em mã đỏ 1. Đỏ 1 giúp em. Đẹp lắm mọi người. Rồi cái tím này chị nào vừa chốt cho em tím size 1, size 2. Lên tím 1, 2 giùm em. Rồi mã này lên cho em mã đỏ 1. Em chào chị Hương Nguyễn. Rồi lên đỏ 1 cho em mấy chị. Rồi mã này lên mã đỏ 1 cho em nha. Đây, đẹp chưa? Rồi chốt cho em đỏ 1. Size 1 40 đến 48 kg nha mấy chị, 40 đến 48 kg. Rồi lên mã đỏ 1 giùm em. Rồi chốt tiếp cho em mã này là mã cam. Lên giùm em mã hoa cam. Ồ đẹp quá. Hoa cam kèm size cho em 1 2 3 4 5 mã hoa cam. Mẫu đang lên 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ nha các chị đẹp nha, có size hơn. Rồi chốt cho em mã hoa cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên giùm em mã hoa cam. Hoa cam size 1, 2, 3, 4, 5 với chị. Mẫu em đang lên là áo và ba bông tay lỡ như em mặc nè. Đó. 70 ngàn một áo nha chị Long An Phương ơi, 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ ha.
Chị nào lấy áo không thì lấy từ hai áo giùm em nha các chị, hai áo giúp em nha, hoặc là một bộ, một áo không có ship nha mọi người. Rồi cái này các chị lên giùm em mã hoa tím, hoa tím kèm size từ 1 tới 5 cho em mã hoa tím. Lên giùm em mã hoa tím size 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu em đang lên là bà ba đúng rồi chị, bà ba áo bông mặc với quần đen. Đây nguyên bộ cho em mặc 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ ha. Rồi mã này chị nào thích lên giúp em mã hoa tím kèm size, hoa tím kèm size giúp em nha. Rồi chốt cho em hoa tím, hoa tím kèm size giùm em. Rồi cái này lên giùm em mã này là mã đỏ vàng đấy các chị, chốt cho em đỏ vàng, em còn size 2 và size 4. Chốt mã đỏ vàng size 2, size 4 giùm em, đẹp quá trời luôn. Rồi lên giùm em mã đỏ vàng size 2, size 4 mọi người ha. Đỏ vàng size 2, size 4 cho em nha. Rồi lên giúp em mã đỏ vàng size 2, size 4, mã đỏ vàng. Rồi lên tiếp cho em mã này là mã tím. Mã tím. Rồi lên mã tím lại giùm em nha. Thôi mã tím này nó trùng với cái nãy, cái này các chị lên giúp em là mã đen tím nha các chị, lên mã đen tím giùm em ha. Rồi lên giùm em mã đen tím kèm size, chốt cho em mã đen tím kèm size, chị nào không biết size thì lên chiều cao cân nặng giúp em nha. Rồi chốt cho em mã đen tím, đen tím kèm size giùm em, hoặc là kèm với chiều cao cân nặng là em biết em lấy size. Rồi cái này lên giùm em mã đỏ, chốt cho em mã đỏ size số 1. Đỏ này em còn cái số 1 thôi, chị nào vừa chốt 40 đến 48 kg chốt mã đỏ số 1. Chốt cho em mã đỏ 1. Rồi cái này lên giùm em mã xanh dương. Xanh dương size 2 3 4, size 2 và size 3. Rồi xanh dương này em còn size 2 và size 3 nha. Chị nào vừa chốt cho em mã xanh dương size 2 size 3. Rồi lên xanh dương size 2 size 3 giùm em. Xanh dương size 2 size 3 mấy chị. Hết mẫu này em lên bộ thun lạnh em sale 35 ngàn một bộ cho các chị của mình, chốt từ 3 bộ giùm em nha, bộ thun lạnh em sale 35 ngàn một bộ. Rồi cái bông này các chị lên giùm em là xanh tím, chốt cho em mã xanh tím size 1, 2, 3, 4, 5. Lên giùm em mã xanh tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Chốt mã xanh tím size 1, 2, 3, 4, 5 giúp em ha. Rồi xanh tím size 1, 2, 3, 4, 5. Xanh tím size 1, 2, 3, 4, 5. Chấm bài lên mấy chị đẹp ơi, chấm like lên giùm em. Rồi cái này các chị lên giùm em là mã, mã này mã gì nhỉ, mã hoa. Mã hoa này em còn size 1 và size 2, đẹp quá. Chốt cho em mã hoa size 1, size 2 nha mấy chị. Rồi lên mã hoa size 1, size 2 giùm em nha. Chốt hoa kèm size 1, 2. Chốt cho em mã hoa size 1, size 2. Rồi em hết bông tay lỡ rồi đó, em qua mẫu khác nha các chị. Chị nào còn xem like chấm 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 like lên giùm em. Em lên mẫu bà ba nguyên một bộ ho, nguyên bộ 130 ngàn một bộ. Rồi qua mẫu khác ha. Em chào chị Duyên Trần. Rồi bộ thun lạnh nha các chị, bộ thun lạnh ha, em sale 3 bộ 100, 3 bộ 105 ngàn, 3 bộ 105 ngàn giùm em ha. Đó, chị nào thích mẫu này chốt cho em 3 bộ 105. Mẫu này nha các chị, size là 65kg trở lại, chắc là thun lạnh ha các chị ha. Rồi ha, có nhiều màu, cái này là khỏi lựa màu giùm em nha, cái này em xả cho các chị thôi, 75 ngàn một bộ em xả, còn là 3 bộ 105. Đó, chị nào thích mẫu này chốt cho em 3 bộ 105 ngàn nha, kèm số điện thoại lên giùm em. Bộ này là bộ lửng. Rồi chốt cho em 3 bộ 105 nha mấy chị. Lên mã 3 bộ 105 giùm em, có nhiều màu, xanh đỏ tím vàng hồng rồi các kiểu, nhiều màu lắm ha. Rồi lên, chị nào thích mẫu đó lên cho em 3 bộ 105. Em thích rồi đó, em xả 105 đó, bữa em bán thì 50, cái bữa em bán 60, bình thường em bán lộn xộn giá hết, nên bữa nào chốt giá đó thì em nha. Rồi em
hưởng bà ba này. Bà ba bộ màu áo với quần cùng màu 130.000 một bộ luôn. Đây em lên mẫu này cho các chị lựa nha. Rồi áo với quần cùng một màu trơn như thế này 130.000 một bộ. À, chị nào thích mẫu này chốt giùm em lên mẫu này thôi. Chị nào còn xem like chấm like lên giùm em đi mọi người ơi, chấm like lên giùm em với. Rồi bộ này bà ba một màu nha các chị, chốt giùm em nha. Màu em đang lên là tím cẩm, em còn size 1 và size 3 nha. Tím cẩm kèm size 1, 3 giùm em nè. Màu em lên là màu tím cẩm. Đẹp xuất sắc luôn á mấy chị. Rồi chị nào thích màu này chốt cho em tím cẩm. Size 1, size 3 giúp em màu tím cẩm. Quá đẹp. Đây thôi lên giùm em mã tím cẩm nha. 30 bộ một màu, 130.000 một bộ. Rồi chị nào thích chốt mã tím cẩm giùm em. Chắc co giãn mọi người ha. Không biết size lên chiều cao cân nặng cho em nha. Rồi chốt cho em tím cẩm size 1 và size 3. Màu tím cẩm. Cái này các chị lên giúp em mã xám size số 4. Chốt cho em mã xám size 4. Mẫu này các chị đi chùa được nè. Chị nào hay đi chùa mẫu này thì mình đi chùa được nha. Rồi chốt cho em mã xám size 4, 60-65kg. Lên giùm em mã xám 4 mọi người hơn. Áo với quần cùng một màu nha. Rồi chốt mã xám 4 giúp em. Màu xám size số 4, 60-65kg. Lên cho em mã xám 4. Cái này em cũng còn lẻ sai, mọi người còn sai nào lên sai đó nha. Rồi chốt xám 4 giúp em. Ủa sao bên này không thấy, kia không thấy là men ta, nó ẩn men sao vậy ta. Mấy chị nào đang xem bên nhóm chợ chấm like lên giùm em thử mấy chị em thấy comment không. Sao em không thấy comment của ai nhỉ? Size 2 không mấy chị ha. Vàng nghệ size 1 size 2 chấm bài lên giùm em mọi người ơi. Rồi chốt cho em mã vàng nghệ size 1 size 2, vàng nghệ mặt trắng da lắm nha các chị. Rồi chốt cho em vàng nghệ 1 2. Lên mã vàng nghệ size 1 size 2 giùm em. Em chào chị Phương Linh. Rồi chốt bữa nay kêu đúng tên. Chốt vàng nghệ size 1 size 2 giúp em nè. Màu vàng nghệ quá đẹp. Mặt trắng da lắm, lên mặt tông da mình lên lắm. Rồi ha. Rồi chế thầy nào thích chốt vàng nghệ giùm em 1 và 2 mã vàng nghệ. Lên vàng nghệ size 1 size 2 giùm em ha. Màu em mặc là tím cẩm đúng rồi chị, tím cẩm. Em còn 1 với 3 màu tím cẩm thôi. Thì bao nhiêu ký. Rồi lên tiếp cho em màu vàng bò. Em còn size số 1, chốt mã vàng bò size 1. Một vàng bò mấy chị ho. Vàng bò. Rồi lên mã vàng bò giùm em nha. Size số 1 40-50kg. Chốt mã vàng bò giùm em. 40-50kg. Chốt cho em vàng bò. Rồi lên giúp em vàng bò 40-50kg.
lên vàng bò giúp em mọi người. Sai số 1 vàng bò. Rồi bộ này sai số 5 là 65 70 kg, màu xám tím cho em nha, màu xám tím. Chốt cho em mã xám tím sai số 5. Đây mẫu nha em mặc lên mấy chị hơn, nguyên một bộ bà ba một màu như thế này. Dạ 130.000 một bộ nha chị Đinh Thị Mùi ha. 130.000 một bộ và có size nha chị. Màu em đang mặc là màu tím cẩm ha. Rồi lên giúp em mã xám tím size 5, màu xám ánh tím rất là đẹp. Chốt mã xám tím số 5 giùm em. Đây ha, màu xám mà nó hơi ánh ánh xanh xanh tím lên vậy đó. Đẹp lắm luôn. Rồi chị nào vừa bộ này chốt cho em mã xám tím size 5. 65 70 kg vừa. Có 130.000 một bộ, chắc là em bao đẹp cho các chị luôn. Nó mịn mà nó co giãn cực kỳ ha. Co giãn mặt rất là mát. Chị ơi, tím cẩm em hết size số 5, chị mặc size số 5 nha. Tím cẩm em hết số 5 rồi. Đây em còn cái bộ màu này size số 5 nè. Còn không là chị lấy tím cẩm size số 5 mà chị lấy áo lẻ với quần đen chị, áo lẻ với quần đen cũng đẹp lắm. Rồi lên giúp em mã này ha. Chị mặc size số 5 nha, mà em hết tím cẩm số 5 rồi chị. Rồi cái này lên giùm em là đỏ đô. Màu đỏ đô em còn size 2, size 3 và size 5. Đây chốt cho em mã đỏ đô nha các chị ha. Đỏ đô size 2, size 3, size 5 giùm em màu đỏ đô. Lên cho em mã đỏ đô ha. Rồi lên đỏ đô size 2, 3, 5 cho em màu đỏ đô đẹp nè. Rất là đẹp. Rồi chốt mã đỏ đô size 2, 3, 5 giúp em mã đỏ đô. Size 2, size 3 và size 5 ha. 50kg, 70kg là mặc size số 5 thôi nha chị. Rồi cái nào mà còn size số 5 á em đọc đó thì chị thích chị chốt. Rồi đỏ đô này em còn số 5 nè. Rồi lên giúp em mã hồng. Hồng em còn size 3 và size 4. Lên giùm em màu hồng ha. Chốt mã hồng size 3, size 4 giùm em nha. Rồi lên giúp em mã hồng. Chốt hồng size 3 và size 4. Hồng em còn 3 với 4 mấy chị. Rồi lên hồng 3, 4 giùm em. Hồng 3, 4. Chốt cho em hồng size 3, size 4. Hồng 3, 4 ha. Rồi lên mã hồng size 3, size 4 giùm em nè. Trời ơi, lai sao mà nó vắng người nữa rồi ta. Ế quá mấy chị ơi. Rồi em lên tiếp xanh coban. Chốt mã xanh coban size 1, size 4 giúp em nha. Xanh coban. Rồi xanh coban em còn size 1 và size 4. Chị đẹp nào vừa chốt cho em xanh coban size 1, size 4 giúp em nha. Màu xanh coban rất là đẹp. Rồi lên mã xanh coban 1, 4 giúp em màu xanh coban. Chốt xanh coban 14 nha các chị ha. Rồi lên cho em mã xanh coban size 1, size 4. Xanh coban 14 giùm em. Rồi tím cà em còn bộ size số 2. Chị nào vừa chốt cho em tím cà size 2. Lên giúp em mã tím cà 2 mọi người. Rồi chốt cho em tím cà số 2 ha. 50 đến 55kg chốt cho em tím cà size 2. 50-55kg chốt tím cà 2. Lên mã tím cà 2 giùm em nha. 50 đến 55kg. Ủa chị nào bên nhóm chợ mình chấm like lên giùm em mọi người. Sao mà mọi người xem thì có mà em không thấy comment, nó hẳn comment không ta. Lên tím cà 2 giùm em. Sao không thấy comment gì? Trời ơi.
hàng gì?